Các bạn thân mến, mình chia sẻ với các bạn cái clip này một phần cũng là để tăng được cái hiệu suất sinh sản đầu con chim cu gáy. Thì mình dùng cái phương pháp là hai cặp bố mẹ thì ấp được 6 quả trứng và nuôi được 3 con chim. Đây là những cặp bố mẹ thuần, nên ra mình đã biết cái năng lực của nó nuôi con, nên ra mình sẽ cho nó nuôi 3 con. Đó. Các bạn có thể thấy là 3 con này thì nó rõ ràng là 3 con này là nó 3 con. 3 con thì nó nuôi được là hai con này cùng ổ, còn con này là ổ sau, hơi nhỏ hơn một chút. Thì mấy hôm nữa là mình sẽ đánh dấu. Đấy. Chính như vậy là sẽ đạt được yếu hiệu suất trong nuôi chim cu sinh sản. Okay, để làm được cái việc này các bạn phải có nhiều cái dàn chim, của các bạn phải có rất nhiều chim vú nuôi, và những cặp vú nuôi nào nó nuôi con nào nó cũng bón, đấy là rất quý, trứng ấp rất là tốt. Đấy. Thì các bạn có thể thấy là mình cung cấp ra cái những chú chim trên thị trường nhiều, một phần là do cái áp dụng từ cái việc dùng máy ấp và dùng vú nuôi, thì cái tỷ lệ ra con trong một năm ứng với một đôi chim cu gáy là rất cao. Đó. Đây là mái che blue. Qua trời mưa đúng không? Những chú chim này thì chúng đã được các bạn mua những cặp chim cu gáy giống, hãy liên hệ cho Thao
Số điện thoại là 0163 5305 982. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh Chim Cô Gái Hay ở trên Facebook và trên YouTube của mình. Số điện thoại của mình là 0163 5305 982. Chia sẻ cái chủ đề của video này là tăng hiệu suất trong quá trình nuôi chim cu gáy sinh sản.